Hello Can Cần Thủ, thì hôm nay em gửi đến canh một lô máy câu bại Nhật hàng thanh lý. Em hôm nay xả cuối tuần ha, thì em gửi đến canh có lô máy đứng nè, máy ngang nè, máy tròn nè, máy bè, máy phờ ly, máy câu suối, câu lu, câu lục, câu long ngâm lăn xê, nói chung là tất cả đều có ở đây ha. Sẽ có là thương hiệu Daiwa, Shimano, Ryobi nè, Olympic nè và những mẫu mã khác. Và giá bên em báo chưa bao gồm phí ship nha, phí ship mỗi đơn hàng sẽ là 30.000. Và bên em giao hàng toàn quốc, các nhận hàng được kiểm tra hàng ha. Các anh đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo, số điện thoại có ghim trên góc trái màn hình. Số điện thoại của em là 03567 76692. Mỗi sản phẩm lên thì em sẽ có đọc mã số đầy đủ. Các anh không nhớ thì các anh chụp màn hình lại gửi cho em qua bên Zalo nhé. Rồi đầu tiên em gửi đến các anh một nguyên combo này trước đã. Em có về được một ít nữa này ha. Hôm nay hôm 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 trước là em bán 10 combo luôn các. Kinh khủng luôn. Rồi đây. À, các anh rất là chuộng ha. À, mấy cái này là hàng rẻ, em bán là nguyên 10 10 chiếc máy luôn đó. Em sẽ alo thôi, lộn xộn cho mình thôi, nhưng mà tất cả thì đều quay bên tay phải. Các anh cầm cần và mấy câu tay trái và quay bên tay phải để thu dây nha. Là những dòng này. Nó sẽ có là những cái mẫu này nè, nó làm bằng chất liệu nhựa ABS gì đó cho mình nha. Sẽ có hàng Hàn Quốc này, Nhật Bản tất cả đều có, cũng có những cái mẫu là hợp kim nè, có carbon cũng có này ha. Size của nó tầm khoảng là 1.000 cho đến 2.000 thôi, để cho các anh về câu giải trí, câu tôm, câu cá nhỏ nha. Câu dưới đồng quê thì mình cắm cần thì mình câu thôi, cũng được nha. Đó. Cước thì nó sẵn cước dây bại nó về, nó đi chung với kèm với máy. Nguyên combo 10 chiếc máy này em bán giá là 120 cộng ship giúp em. Cho em mã số 1 một 10 10 chiếc nha. 120.000. Rồi, tiếp theo thì em sang máy câu nè. Mấy câu lệ em coi em lên trước cho các anh một con Olympic. Đây, New Mid Kết No 2 nha. Con này là hàng Olympic, mấy câu bè, câu tôm, câu cá vừa nè. Có những anh đó dùng những con nhỏ hơn con này luôn, đánh cả 2 kg luôn đó các. Kinh khủng luôn. Rồi máy tay phải nha. Máy bè hàng Made in Japan, nội địa Nhật Bản, còn mới, độ mới cao, vừa câu vừa sưu tầm trưng bày. Còn đẹp chưa? Rồi, có núm hạm nè, chốt chặn thoải mái. Rồi có 2 chiều gạt 2 chiều ở đây, có tiếng kêu ha. Rồi gạt 2 chiều không có tiếng kêu nha. Đó. Rồi, máy quay hoạt động em mượt, con này em để giá các anh là 160, cho em mã số 2 160.000. Rồi em sang mã 3 nha, mã 3 đây em lên những cái con này nè, con này lâu rồi chưa có các anh. Đây mấy con Fuji Rio nè, con size nhỏ thôi, em đo cho các anh biết. Nè, từ chân lên trên nè là 7 cm, còn phần tròn của nó là 6 cm nha. Khung này thì khoảng 3 cm. Đó, Fuji Rio máy nhỏ. Đó, 1 chiều chốt chặn đều có nha. Nó hình như tất khô dầu thôi. Các anh về các anh chịu khó tháo ra giúp em. Đây, tháo ở đây nè. Khô dầu các anh. Khô dầu ha. Đó, dầu nó khô cứng ở đây nè. Nói chung là ngon lành đây. Anh nào dùng qua rồi các anh biết. Mấy con này là những con máy nhỏ nhỏ, câu bè, đồ câu phần ly, đồ ngon lành ha. Đó, khô dầu thôi. Con này em để giá các anh là 90k nha. Có đây nè, gạt này 2 chiều xả dây nè, chốt chặn nè ha, nó chốt chặn nè, ở đây là lưỡi gà, tắt lưỡi gà nè nha. Đó. 3 nút, nút này là nút tháo cối. Chơi mã số 2, số 3 em bán con này 90.000. Sang số 4 cũng vậy luôn ha, 90.000 luôn. Số 4 90.000 nè. Rồi sang số 5, số 5 những con này to hơn nè, còn thêm con nữa. Số 5 có 3 con luôn đi. Các anh đánh lần 3 con cho em đi. Mỗi con là 130. Mỗi con 130 ha. Fuji Rio này, con này đen, con này to hơn. Xuống chân bát á thì sẽ là tầm là 9 cm. Còn cái phần tròn của nó là 7, hơn 7 cm một tí xíu ha. Phần này thì khoảng là hơn 3 cm. Đó. Fuji Rio nha. Quay nhẹ nhàng mượt mà luôn. Đó. Test ok cho mình. Có lưỡi gà, tắt tiếng lưỡi gà thì ngon lành luôn ha. Rồi, mã số 5 nha. 130 một con các anh. Số 5 130 một con. Những con này các anh có thể quay cái bát nó lại được nha. Đây, quay bát nè. Đấy, quay bát được. Đây, màu trắng cũng quay bát được nha. Hơi cứng đi. Màu trắng quay được, quay được, quay được. Màu trắng quay được. Đó, quay được nha. Đấy. Rồi, sang mã 6. Em có con máy bè Shimano này đẹp nè. Con này ngon lắm anh.
con này không không nhỏ nha, những con nhỏ thì nó sẽ nhỏ hơn, như các anh mua trên mạng á, mua trên mạng những cái hàng mới nó sẽ nhỏ hơn một tí xíu, và cái mẫu đó là mẫu nhựa thôi, còn những con này là của thương hiệu nổi tiếng rồi, Shimano nha. Club Demi 20RL, máy tay phải, một chiều chốt chặn thoải mái. Rồi, có xước nhẹ ha. Và có hai chiều nè. Hai chiều nè, đó. Con này hình như nó có thể đổi tay trái phải, các anh tháo ra các anh tự làm giúp em ha, nó có chữ on ở đây nè. Chắc mình tháo ra mình thay đổi cái chi tiết nào đó, nó có thể đổi tay trái. Hiện tại tay phải nha. Mã số 6 giá bán 160.000 ạ. Số 6 160. Rồi, sang số 7 là máy câu đứng nè, một con nè. Số 7 là một con Ryobi RX3000B, ratio là 3.8. Con này size khoảng 4.000, từ 3 đến 4.000. Lưỡi gà có tiếng giòn tan nè ha, mô bin sống nè. Cước số 3 là 270, số 4 190, số 5 là 150m. Tay quay đổi trái phải nha. Toàn thân kim loại và cối carbon nè. Máy đã qua sử dụng nha các anh, được cái lăng cước nó còn bóng đẹp, màu nâu, cố định. Gà cước tốt, tay quay trái phải được. Về câu đơn ngâm lăng xê cho con này được nha. Con này đi câu sông hồ lớn nè, lớn vừa là được, bởi vì size 4.000 các anh câu nó thoải mái ha. Nó không lớn không nhỏ, nó nhẹ tay, đánh cả lớn được. Rồi, con này mã số 7. Em để giá các anh là 250. Số 7 250.000. Rồi sang số 8 nha, em gửi đến các anh hai con này nè các anh. Số 8 là hai con này. Thương hiệu Olympic nha. Hai con này là một con máy quay tròn đĩa. Nó có cái lộ ra cước tại đây. Ha, máy đĩa quay tròn. Ở đây nó có cái tiếng lưỡi gà hay sao đó, hoặc là tháo cối hay gì đó. Nó xéo qua nhà, nó xéo qua kéo xuống đó. Hình như cái tháo cối hay sao đó. Không phải, tháo cối ở đây, dùng tu vít tháo cối ở đây ha. Cái nút này nút gì đây? À, nút lưỡi gà. À, nút lưỡi gà. Đó. Đây là full kim loại của thương hiệu Olympic nha. Đây là hàng nội địa Nhật Bản. Con này mã số 8 nha. Là số 8. Gần 9cm ca. Rồi, cho em giá bán là 190. Con này có thể dùng để buộc dây câu đài. À, buộc dài dài để mình cuốn lại. Buộc dây bảo hiểm câu đài đó ca. Rồi sang mã 10 luôn. Mã 10 đây. Mã 10 là đúng không? Mã 8 mà. Mã 10 ca. Cho em con này là 10,5cm nha. Con này to hơn. Cũng là Olympic luôn. Con này em bán giá 190 luôn nha. Mã số 10 190.000. Rồi tiếp theo ạ. Em xin phép lên con máy màu xám nha. Con máy đứng nè. Con này là một con Zippe Fast Spin hãng Tactic Enjoy. Tay quay đổi đá phải luôn. Size thực của máy khoảng cho nó là 2.000-2.500 nha các. Tầm đó. Con này hàng xuất xứ là tại Hàn Quốc nha. Tay quay trái phải luôn, toàn thân là full carbon. Bộ pin sống nè. Con này thông số cước là 3 vào được 130, 4 là 100m, còn 5 là 90. 4 là 115 nha, 4 115. Vòng tua con này là 4.8 gì đó ha. Lăng cước còn ok nè ha các anh. Nói chung là máy cũng ổn định. Câu giải trí thì ngon. Tay quay trái phải được, máy hàng sản xuất là tại Hàn Quốc nha. Đó, có chốt chặn có hai chiều đầy đủ hết. Rồi, máy cũng còn khá đẹp nha. Mã 11 giá là 150k. 11 150. Sang 12. Một con máy Daiwa. Đi lùa rất là ngon con này. Con này về câu đơn ngâm lăng xê, đánh ISO Daiwa, hàng China xuất nhập. Máy carbon ha. Toàn thân carbon, mô bin sống lưỡi gà keo. Núm côn có tiếng kêu nè. Con này là một con Daiwa Switchfire 2500, size thực là 3000. Các anh vào dây BE là nó có ghi nè, 1.5 là vào được 200m nha, còn số bên dưới nó hơi mờ em không đọc được. Đó. Rồi, vào cước 3 thì vào được cước ni lông 150m nha. Gạt cước tốt nè. Mô bin sống lưỡi gạt kêu. Lăng cước còn đẹp, đổi tay quay trái phải được nha. Máy nó đã qua sử dụng các anh. Được cái là nó quay không bị lỗi lầm. Nhưng mà cái xem nó quay rất là ngon ha. Một chiều chốt chặn, hai chiều thoải mái. Đấy, ngon lành nha, con này size 3.000.
Cho em mã số 12, giá là 300. Mã 12 con Daiwa này 300 nha. Rồi sang 13 gửi đến canh con máy mini size tầm 1000 thôi, máy nhỏ cho canh câu cá nhỏ. Con này là một con Super 0060 thì hàng sản xuất là tại Hàn Quốc nha, Korea. Con này thì cước 1.5 100m, cước 2 là 80, cước 3 là 50, đội tay quay trái phải được luôn. Máy toàn thân carbon, nhỏ nhẹ, xinh xắn. Máy còn đẹp. Quay có tiếng lưỡi gà. Đấy. Hai chiều đầy đủ luôn, không bị lỗi ha, không xào không lắc đây. Máy nhỏ nhẹ cho mình chơi. Mô bin sống nè. Con này em bán cho mình là 130 ạ. À. Máy 1000 nhá. Mã 13 130. Rồi sang 14 gửi đến cánh một con Ryobi Carbonac nha. Con này là hàng nội địa Nhật Bản, size thực là 5000. Size to đó, 5000 nha. Máy Nhật luôn, Japan. Con này thì toàn thân carbon. Mô bin sống lưỡi gà keo. Máy cũ nha các anh nha. Lăng cước nè, còn mượt nè, màu nâu bóng nè. Gạt ổn nha. Các anh đội tay quay trái phải được. Đó, bạc hai chiều có hết luôn nha. Mã số là 14, con này máy 5000. Thông số cước đây. 5 là 200m nè. 6 là 160. Còn số 4 thì nó nhỏ hơn thì nó sẽ vào nhiều hơn là 250. Máy này cho em mã 14, em bán giá 230. 14 230.000. Rồi sang 15. Em gửi đến cái một con máy câu vít nè. Câu bè câu vít được. Con này nó có cái thắng hàm ha, các anh có thể ngâm bè, bè sông bè biển. Nút xả thoải mái luôn. Có dây dù nha. Con này chạy bạch đạn. Nó đến từ thương hiệu Daiwa, hàng sản xuất là tại Nhật nha, Made in Japan. Đó. Con máy này thì em đo cho các anh biết cái kích thước của nó nè. Khoảng 7 cm nè, còn chiều ngang dọc của nó thì sẽ là 9 cm. Đó. Máy này máy tay phải. Thuộc loại máy ngâm bè, biển, bè sông đồ. Hoặc là máy câu hồ ha. Hoặc là các anh có thể đi câu vít biển. Daiwa 250. Đó, máy cũ ha. Con này máy tay phải, còn quay mượt. Radio máy ghi sẵn là 4.9, cước 4200, cước 5150. Mã số 15 giá là 300. 15 300k. Rồi sang 16 này. Này, ngâm sông, ngâm hồ hoặc là ngâm bè, ngâm biển nè. Rồi, con này DOB Onsen Master. Hàng Japan nha, đóng chữ Japan luôn. Thân carbon nè, tay quay kim loại nè. Thân của nó là rơi khoảng chừng là em đo tới đây. Khoảng chừng là khoảng 7 cm. Mặt bên đây thì khoảng là hơn 6 cm. Tay quay kim loại ha, tay phải luôn nha. Quay thì có tiếng lưỡi gà. Ở đây nó hơi bặn một tí, về mình vệ sinh nha các anh. Cho các anh xem bánh răng ha. Còn nguyên vẹn nè, về vệ sinh mình thêm dầu lại. Hiện tại có dây dù nè, dây dù cũ đã qua sử dụng nè. Còn ngon nha các anh, ở ngoài nó bụi bặm thôi, bên trong là ngon lành đó. Đó. Có nút gạt hai chiều tay quay. Ở đây cái nút xạ. Ở đây có cái hàm xịt bun và có cái thắng hàm tại đây ha. Rồi ok. Con này em để giá các anh là 300. Cho em mã 16 300.000. Máy tay phải luôn nha. Rồi sang 17 gửi đến cái một con máy đuôi chuột nè. Con này của hãng Siêu Star. Hàng Korea xuất Nhật luôn. Con máy này nó khoảng 3.000. Size 3.000. Ratio của máy là 4.6. Con này đổi tay quay trái phải được ha. Mô bin sống nè. Rồi, gạt cước tốt, lăn sáng đẹp, một chiều chốt chặn. Đấy, thoải mái cho mình luôn, hai chiều có hết. Rồi, em này có size 3.000 máy đuôi chuột, toàn thân carbon, giá bán là 200, mã số 17 200k, size 3.000. Rồi, em sang 14 luôn nha, em có cái con này gửi đến các anh rất là ngon nè nha. Con này là một con mô bin sống luôn. Các anh dùng đúng côn bên trên chứ bạn. Đó, dùng thoải mái ha. Tay quay đổi trái phải, một con Kaido bạn nước ngoài về. Con này thì là một con có chạy 7 đến 1 bạch đạn.
mấy đuôi chuột thuộc dạng núm côn bên trên nha, không gọi gọi đuôi chuột đâu. Ở bên dưới này nó gọi là cái bên tuner để cho các anh xạ nhanh nha. Các anh xạ nhanh ở đây. Này, xạ nhanh nè. Các anh trở về vị trí cũ nè ha. Đó, rồi sau đó mình muốn dùng côn nhẹ hay là côn chặt thì cũng được. Đó là dùng ở đây ha. Nó hỗ trợ cái xạ nhanh này. Rồi, tay quay đổi trái phải. Size con này là 4.000. Con này có hai cối nha, còn một cối carbon nữa em sẽ gửi tặng các anh. Con này thì mô bin 6. Ratio ghi sẵn là 5.2. Một con Kaida. Hàng rất là ngon, quay có ABS luôn các anh. ABS à, đó. Quay mượt lắm, các anh có thể về câu đơn ngâm lăng xê, đánh lục đầu cần, ba tiêu hoặc là đi câu lua. Có thể đánh biển, đánh sông đều được nha. Đổi tay trái phải đều được các anh nhé. Các anh tháo ở đây ra đổi giúp em. Rồi, con này thì em bán giá là 350.000 các anh. Mã số là số 18, 350. Size thực máy là 4.000 nha. Rồi em sang 19 em gửi đến có một con máy lua ngang của thương hiệu Daiwa. Con này để về để câu lua cá lóc, cá chẹm, cá vượt, cá măng ha. Đánh nhông đồ tất cả. Con này là một con Daiwa Zero Phantom, hàng nội địa Nhật Bản, Japan. Máy lua tay phải. Tay phải các anh. Ratio ghi sẵn là 5.2 ha. Đó, máy chạy nhẹ nhàng luôn, lăn chi cước chạy thoải mái các anh. Có nút xạ tại đây nè ha. Rồi có cái thắng hạm và có cái núm căng mồi tại đây. Ở đây là cái núm hạm toàn phần spool của máy. Đây, ngoại hình. Daiwa nội địa Nhật Bản nha. Con này giá bán là 680.000. Mã 19, 608. Rồi sang mã 20. Gửi đến cái một con máy lớn. Con này size khoảng 6.000. Con này máy nhôm. Máy hợp kim. Hãng DOB RX3008B. Hàng nội địa Nhật Bản. Con này ratio là 3.8 nha, cánh thu dây đỡ mỏi tay. Thân hợp kim cối là carbon. Mô bin 6 lưỡi gà keo. Lăng cước còn bóng đẹp nè các. Rồi, ngoại hình nè. Cụ thể thời gian tí thôi ha. Tay quay chốt chặn thoải mái. Hai chiều có luôn. Đấy, lên xuống rồi vào dây đều nha. Con này máy nhôm nội địa Nhật size khoảng 6.000, giá bán 300, cho em mã 20, 300k. Rồi sang 21, vừa đến cái một con máy lua thương hiệu Daiwa. Con này là một con tim Daiwa nha. Con này vòng tu cao lắm, 6.3 ca. Ở đây có nút xạ ha. Đó. Và cái tay cầm, tay quay của nó là nó mắc cái ốp tay cầm. Ốp tay cầm. Này, tim Daiwa. Này, còn mở này, mở dầu màu vàng nè ha. Tay quay thì nằm bên phải. Máy quay mượt mà. Thắng ly tâm đầy đủ. Vòng tua cao các. Đấy. Con này hàng sản xuất tại Nhật nha, Japan. Giá bán là 450. Mã số 21 450k. Em sang 22 cũng là máy lua Daiwa luôn các. Hôm nay em có nhiều Daiwa lắm nha. Cho các anh về câu lua. Con này là hàng Japan luôn, nội địa Nhật Bản, máy tay phải. Rồi, con này thì vòng tua là trên 5 chấm, có chạy bạch đạn, Daiwa Super Million này. Một chiều chốt chặn, quay nhẹ nhàng. Và con này có nút xạ luôn, và có nút bật tắt luôn ha, nút tự bật luôn ha. Đây. Rồi, cái nút này là nút gạt hai chiều của tay quay ha. Các anh có thể xoay ngược lại. Máy này máy tay phải luôn, máy câu lưu nha. Lưu đê. Con này em bán giá 330. Cho em mã số 22, 330.000. Em sang 23 là một con Fly Kurudai. Con này quay rất mượt nha. Anh nào muốn tay phải tay trái thì các anh tùy ý các anh gạt ở đây. Gạt cái lưỡi này lên ha. Đây, gạt cái lưỡi này qua. Tay trái tay phải tùy ý các anh. Đây là máy phun hợp kim, ở trong đây nó dính dầu mỡ này, không phải là dính cái gì đâu, reset cái đâu. Nó bụi bặm thôi nha các anh, bụi bặm thôi. Đó, máy phun hợp kim của hãng Suzumi, Kurodai.
có núm hạm Sebun tại đây nha. Cái hạm Sebun control của máy ở đây. Đây là mẫu máy tròn. Rồi, em bán với giá là 200. Này, kích thước này 7cm nha. Mã 23, 200.000. Rồi, sang 24, em gửi đến các anh một con máy luôn ngang. Con này bạn đời cao, làm đời cao của thương hiệu Protrade nè. Hàng này xuất xứ là tại China, xuất Nhật đó các anh. Máy lưu nha, hiện tại nó có một ít dây dù bên trong. Dây dù 7 màu. Căng chi cước chạy thoải mái luôn. Đó. Có thắng hạm, núm côn đây nè. Căng mồi đầy đủ. Vòng tua con này là cao. Vòng tua 6.3. Cao. Có nút xả dây luôn. Đó. Nói chung là hiện tại hoạt động là ok hết nha. Bạn đời cao nè, cầm lên ngầu, gắn vào cần câu ngầu. Con này em bán giá 260.000. Mã số 24, 260. Sang 25 gửi đến cái một con máy ngang của Shimano nha. SLS nè, con này câu biển. Này có đồng hồ luôn. Em đo nè. Em đo phần thân của nó là khoảng 11cm. Phần này bao nhiêu? 10cm. Còn phần này 7cm. Ha, độ dày của nó 7cm. Máy to. Còn mượt mà lắm ca. Đồng hồ của nó thì cái mặt đồng hồ nó bám chắc vô nước thôi ha các anh ha. Nó bám đây nè. Ổ đen ở đây thôi. Nhưng mà pin vẫn còn lên nha. Khi các anh ra dây thì cái này nó chạy nha. Mình đi ra dây nó mới đo được. Chứ em quay thì nó đâu có đo được đâu. Nó vẫn phải là số 0 ha. Rồi. Có nút xạ nè. Có nút hai chiều nè. Đó. Rồi. Có chốt chặn đầy đủ luôn. Này, ngon nè. Nguyên vẹn luôn. Cho các anh câu biển nha. Đó. Daiwa Japan. Ở nhầm Shimano chứ, Shimano Japan. Có máy này mà 25 em đệ là 390k, 25 390. Rồi sang 26 em gửi đến cái một con Marine Towe của thương hiệu siêu xa. Con này hàng xuất xứ là tại Korea nha. Cũng ngon lành luôn, giống con kia luôn nè. Mà con này không có mặt đồng hồ. Này cũng tầm 10cm. 10cm. Ở đây độ dày là gần 7 thôi ha, gần 7. Đó. Có chốt chặn nè. Có hai chiều, có nút xạ luôn. Ở đây ha. Nấm. Đó. Rồi nhẹ nhàng nha, mình cứ về thêm dầu vô giúp em là được. Con này ratio là 4.1 chạy bạch đạn, giá 390 luôn nha. Mã 26, 390.000. Rồi em sang 27. Gửi đến con một con máy lưu ha của thương hiệu OGK này. Con này có kim tuyến à, đẹp chưa ca, kim tuyến. Đó. Hàng China xuất Nhật nha, cái này China xuất Nhật. Ratio là 5.1. Lực tải 12 lb cho cước số 3. 100m ni lông. Cũng vào chơi ni lông được luôn con này. Con này câu dây dù và ni lông đều được nha ca. Có nút xạ tại đây nè. Đó, nút xạ rất là ngon. Đụng vào là nó bật luôn. Đấy. Rồi, có nút tự bật ở đây ha. Nút tự bật ở đây. Đó, nó tự nhả ha. Rồi, con đen này mã số 27. Giá 150. Bán đệ 150 mà 27 nha. Được con máy lưu đi. Hàng bãi Nhật nha. Rồi, sang 28 gửi đến cái một con máy cối nông mô binh tỉnh. Đây mô binh chết nha các. Anh nào đổ được mô binh sống thì các anh mang đi câu lục. Còn không các anh bo bằng chết với bạn. Đây. Con này là hàng nội địa Nhật Bản. Con này chuyên câu ngâm này, lục này. Câu ở trong những cái địa hình nhiều rác, nhiều cây cối này. Hoặc là đi câu bãi biển nha. Rồi, có xước nhẹ đây. Nhưng mà ngon. Con này toàn thân carbon luôn. Máy to các anh. Cối của nó là cối 5 thai nha. Đây. Đó, đây đầu tiếng Anh hình như gọi là tiếp hay là thai gì đó. Con này cước số 5 là vào được 200m, số 6 là 150m. Máy to size khoảng từ 6 đến 8.000 đó. Quay rất mượt nha các anh. Mượt mà lắm, không lội luôn con này. Và nó có cái hai bên này nè, nó đánh vào cái cối là để cho nó chống đối cước ha, hai cái thanh này. Rồi, các anh đổi tay trái phải được cho con này nha. Em xoay hai chiều nè. Đấy. Daiwa nội địa Nhật. Mã số 28, giá 390.000. 28 390. À, bao nhiêu nhỉ? 2 4
6, 7, 8, đúng rồi. Rồi, sang 29 nha. Em gửi đến cái một con máy nhỏ size 1000, nhưng mà được cái là con này có bạo lực. Con này là full hợp kim ha, máy hợp kim nè. Ryobi Auto New Powerful Auto, ratio là 4.30 mấy đó, đúng không? 76 à, 4.76 à. 4.78 ca ha, cao rồi. Ở đây nó mắc cái tem nhỏ thôi, nhưng mà em để giá thấp cho các anh lắm. Này nó quay bao mượt luôn, nó như những con máy còn ngon luôn đó ha, nói chung vậy. Lưỡi gà keo nè. Cối hợp kim luôn nha. Đây không phải cối carbon, đều là hợp kim hết. Lăng cước mượt nè. Gạt còn tốt luôn. Thiếu mắc cái tem ở đây thôi. Con 1000 này nó vào dây nhiều lắm các anh. 2 170, 3 là 120, 8 là 90 m ha. À 4 là 90 m em nhầm. Đó. Hai chiều đều có luôn ha. Con này thì còn ngon lành. Ngoại hình đây, như em đang quảng cáo, em bán 170. Mà 29 170.000. Đổi tay được nha. Rồi em sang mã 30, gửi đến cái một con máy tròn thương hiệu Ben, nổ hàng Made in USA nha. Đây, Made in USA. Con này là một con Ben No 27. Ben Mỹ khỏi bàn rồi. Con này câu bè ngon nè các. Này 5,5 cm. Còn đây khoảng gần 7 cm ha. Con này nó dòng nhỏ, dòng bé đó các. Tay quay thì tay quay bên phải. Một chiều chút chặn quay nhẹ nhàng luôn. Có nút xạ nè. Đó. Rồi có lưỡi gà luôn. Đó. Lưỡi gà để xem, lưỡi gà này sao bị bật rồi. Lưỡi gà này nó bị bật lại các. Phải bảo dưỡng lại ha, nó bị bật lại. Nhưng mà quay bây giờ là quay còn ok nha. Có chốt chặn đầy đủ hết á. Cái thắng hàm tại đây ha. Đó, nó vẫn hoạt động tốt luôn. Này thắng hàm này, em nới lỏng ra này, con cá nó kéo nè. Đó nó kéo được nè ha. Siết chặt nè. Là con cá nó không kéo được nè, nó kéo cả cái tay quay mình luôn. Đó là nó cứng á ha, nó ghì cứng lại. Rồi, con bên này giá bán là 680 nha. Đây là nước Mỹ. Mã 30, 680k. Sang 31 ạ, à, con này có dù luôn cơ, dây dù rất là nhiều cơ. Dù đầy quá, dù đầy quá. Tháo dù ra để quay cho nó mượt nha cơ. Hơi đầy, này em test cho các anh. Đây, một chiều chốt chặn. Đó, lăng chi cước chạy đều, thoải mái, xứ là xứ xích luôn nè. Rồi, con này tiếp nữa là cái gì? Nút xạ. Ok, nút xạ ok luôn. Đấy, ok nha. Dù đầy quá cái nó quay nó hơi không được. Còn cái này là cái bật lên ha. Nếu mà mình không có dùng tay á, thì mình lấy này mình bật cái thắng lên ha. Rồi, ở đây có cái núm hạm nè. Hàng này xuất xứ là Korea xuất Nhật. Rồi, con này của hãng Ryobi cơ. Vòng tua cao lắm, 6.2 lận nha. Đó. Ryobi. Máy luôn ngang tay phải luôn, có sẵn dây dù cơ. Rồi mã 31 giá bán là 320. 31 320.000. Rồi tiếp theo nha, em xin phép lên con 32 đi. 32 là một con máy lu của Korea, cái hàng Hàn Quốc xuất Nhật luôn nha. Đó, sáng đẹp bên trong nè. Con này của Suzumi. Vòng tua là 5.2. Đó, chạy ngon lành, nhẹ nhàng. Có cái núm căng mồi nè, thắng hạm nè, có spool nè, đầy đủ. Có nút xả luôn. Đó. Nút xả đây, đó nghe nè. Đó. Đó, ok. Nút tự bật nè. Đó. Nó là hai chế độ nha các anh. Em bật cái này các anh không biết, các anh không hiểu đâu. Nè, em xả nè, em dừng nè. Đó là nó không xả được nữa ha. Rồi, con này em bán là 200. Mã 32, 200.000. Lúc trước em toàn bán là 250 đến 300 những con này. Hôm nay những con này em bán rẻ. Các anh cứ tham khảo mà mua ha. 32, 200k. 33 thì em gửi đến các anh một con máy bè tròn Kuroshio, hàng Made in Japan luôn ha. Phần này thì nó dài khoảng chừng là 4 cm, còn mặt tròn này nó dài là hơn 6,5 cm luôn nha.
Rồi máy tay phải luôn các anh. Một chiều chốt chặn thoải mái nè. Đấy. Nút này nút gì đây? Từ từ để em xem. Lưỡi gà, đây là nút lưỡi gà ha. Còn nút này là nút hai chiều cho các anh xả dây. Ở đây là một chiều chốt chặn cho các anh thu cước. Con này full kim loại, giá bán 120, mã số 33 120.000. Rồi sang 34, vừa đến các anh một con máy đứng size tầm 4.000 nha. Con này là hãng Ryobi, này Ryobi, nội địa Nhật Bản con này nội địa Nhật nha. Con này tay quay đổi trái phải. Máy là máy nhôm, cối là cối carbon. Lưỡi gà keo mô bin sống nè. Gạt còn bạc tốt nè ha. Lăn ở dưới nó hơi dơ tí, ở trên thì cái lăn nó còn bóng cho mình đây. Đổi tay trái phải. Hai chiều có luôn đầy đủ ha. Con này tay quay của nó gập nè. Bóp gập nè. Kéo lên là cố định ha. Kéo lên là cố định. Rồi máy 4.000 Ryobi Nhật này em bán giá là 260k. Đổi tay quay trái phải. Mã máy câu số 34-260. Rồi sang 35. Em gửi đến cánh một con máy tròn màu đen nha. Máy tròn màu đen. Nút xả rất là đẹp. Đó. Con này là full hợp kim luôn các anh. Một con Bass Pro Shop chạy hai bạch đạn, dòng titanium nè. Like Q là rồi em biết rồi. Cái sứ của nó là sứ titanium nha các anh. Đây. Chống rỉ kháng mặn luôn, cái là cái sứ này. Nè, nó ghi Like Q là cái sứ là cái khoen á titanium nè. Còn cái thân máy này là hợp kim nha các anh. Con này là một con ratio là 6.1 PW100HS. Hàng xuất xứ là tại Korea nha, xuất thị trường Nhật. Nè, còn ngon lắm các anh, nhìn bánh răng nó rất là đẹp. Con này khi quay ấy, em thấy cái kiểu mà nghe cái tiếng của nó kiểu nó khô dầu, để lâu quá em hạn chế quay ha. Đó. Ngon lành các anh, con này về đánh lưu rất là ngon. Máy tay phải nha. Rồi. Mã số 35 giá bán là 500 cho máy em này. 35 500k. Full hợp kim. Rồi sang 36 gửi đến canh một con Shimano. Shimano Bajaj. Shimano Bajaj bản Malaysia xuất Nhật. Con này vòng tua cao ha, 5.3 các anh. Này đẹp. Sáng. Ai nào muốn sáng sáng sủa lấy con này. Xả rất là ngon luôn. Đấy, một chiều chốt chặn thoải mái. Có chạy bạch đạn nè, Shimano nè. Đấy, đẹp chưa? Rồi, em bán giá là 450 nha. Con này mã 36, 450.000. Rồi sang 37 nha, em có một con này nó hơi cũ ở bên ngoài tí canh. Nó để lâu ngày ha. Nó oxy nhẹ ở bên ngoài. Rồi con này là hàng Olympic nha. À, em nhầm. Ồ đúng rồi, Olympic, hàng nội địa Nhật Bản luôn. Con này quay còn mượt lắm. Có nướng hàm, có thắng hàm cho các anh hàm cá luôn nè. Nhỏ nhắn xinh xắn nha. Con này máy nhỏ thôi các anh, máy mini ạ. Ở đây thì nó có gạt hai chiều cho các anh. Hai chiều. Còn đây là chốt chặn. Đó, gạt được hai chiều ha. Con này thì em để giá các anh 90.000. Anh nào lấy thì bán 90k ha. Mã số 37 90. Rồi sang 38, gửi đến cánh một con máy Shimano. Con này hàng sản xuất là tại Korea xuất Nhật. Shimano. Con này máy là máy hợp kim, cối là carbon, size thực là 2.000. Cước 2 là 160, cước 3 là 120, còn cước 3.5 vào được 95m. Mô bin sóng lưỡi gà keo. Gạt tốt à. Lăn to và đẹp ha. Ngoại hình thì đây, cụ thể thời gian nha. Rồi, đổi tay trái phải được. Tay quay, cái này điểm sáng là núm côn và tay quay. Lăn cước và tay quay. Điểm sáng ha. Đó, quay nhẹ nhàng mượt mà size 2.000, đủ để cho các anh đi câu cá giải trí. Con này mã 38 giá là 190k. 38 190.
Sang 39 là một con máy luôn ngang tay phải của thương hiệu Daiwa. Con này hàng sản xuất là tại Nhật, có sẵn dây dù BE, về khỏi cần mua tốn tiền ha. Đây là dây 7 màu nội địa Nhật rồi. Rồi, hàng xuất xứ là tại Thái Lan xuất thị trường Nhật, máy luôn tay phải. Lăn cước chạy thoải mái, có nút xạ đây. Đây là cái nút tự bật, còn đây là cái nút xạ bằng tay. Khi mà các anh ném, các anh bật cái này nè, đây, này ném nè. Ném, sau đó mình muốn dừng, gạt cái này lại. Còn đây là dành cho người nào không muốn dùng hai tay, này. Ném, muốn dừng, nhả ra. Đó là chế độ của nó nha. Con này thì giá bán là 368.000. Máy Daiwa. Vòng tua là 5.4 nha. Con này cho em mã 39 ca. Giá bán 368.000. Rồi sang 40 là một con Daiwa nữa. Con này có xước nhẹ bên trên nè. Con này là hàng Made in Japan nha các anh. Nó có xước. Còn mấy cái mà dầu mỡ này là em do em lau ở bên ngoài á. Còn máy là em không có tháo đâu các anh. Máy em không có tháo. Con này thì nó có thắng ly tâm nè. Nó dừng rất là nhanh. Và cái cối của nó là cối to. Các anh chị vào dây dù bia thôi ha. Có cái cối của nó ghi chữ Long Cassibul thì cái cối này nó mượt lắm. Nó ra dây nhanh ha. Máy chạy hai bạch đạn. Cũng có hai chế độ luôn. Để em xem. Không, cái chế độ này nó bây giờ nó đang cần phải bảo dưỡng rồi cái chế độ này. Rồi, giá bán 330 nha. Mã số 40-330. Sang 41 em có gửi đến các anh một con này nữa. Tuy xấu nhưng mà chất lượng ngon. Con này một con máy Daiwa Spotlight ST800X. Hàng nội địa Nhật Bản. Full hợp kim. Thông số cước 3 vào được 190, 4 là 130. Và con này mô bin sống nha. Được cái là nó rất là tốt. Hoạt động tốt lắm. Lăn cước to và sáng nè. Tay quay độ trái phải được. Tay quay nè. Gập lại. Vận chuyển, di chuyển. Kéo ra. Ha, là cứng luôn. Máy quay mượt không xào lắc. Anh nào không quan trọng ngoại hình thì mình lấy con này về dùng nhé. Con này ngoại hình đẹp là em bán giá cao con này. Con này là cái dòng Spotlight ngon. Size thực là 3.000. Giá bán là 300 nha. Mã 41-300k. Em sang 42 gửi đến canh một con. Con này là một con Mecha Spin. Con này là hàng sản xuất và tại Nhật luôn. Mecha Spin nó tương tự như cái con Shimano MIGZ đó canh. Con này nè. Rồi. Cước 4 220, 5 là 170 nha. Mô bin sống. Con này tắt tiếng lưỡi gà rồi. Con này của Shimano à. Hình như của Shimano các anh. Nấm Shimano nè. Mecha Spin. Con máy này thì gạt cước tốt ha. Lăn cước còn đẹp nè. Máy to nè. Size 5-6.000 nè. Đội tay quay trái phải được luôn. Nó kiểu dáng với lại cái hoạt động của nó giống như cái con Shimano MIG gì đó các anh. Cách cả cái tay quay nó giống nhau luôn. Rồi, mã số 42, giá bán là 380. 42-380.000. Em sang 43, em gửi đến cái một con máy Ryobi GX300, hơi ghệ lệ tí ca. Con này hàng nội địa Nhật Bản nha, em để giá 220 thôi. Đó, để giá rẻ cho các anh mua. Núm côn họ còn hoạt động tốt nha. Này, em siết chặt cho các anh xem. Rất là cứng. Đó, nới lỏng ra. Con này full hợp kim. Và cối là cối carbon. Tay quay độ trái phải. Hoạt động thì như những cái con bình thường luôn. Những cái con mà còn đẹp luôn á. Nhiều khi nó còn mượt hơn những cái con mà còn đẹp luôn á các anh. Rồi, phần lăn cước là màu nâu bóng nha. Màu nâu bóng đẹp. Ngoại hình thì về các anh sơn lại với em. Spa đó nó lại. Mã số 43 giá 220. 43-220.000. Sang 44 gửi đến cái một con Shimano Crest nè. Crest 5 của Malaysia xuất Nhật. Máy câu lưu tay phải luôn ha. Đó, nhẹ nhàng mượt mà. Xạ thoải mái. Đấy, ở đây có xước nhẹ thôi. Con Shimano này bạn Malaysia nè, ngoại hình nè.
tay quay kim loại nha. Rồi cũng là máy luôn ngang tay phải luôn cho các anh chuyên luôn. Máy này em bán giá 390k. Mã số 44 390. Sang 45 là một con máy ngang. Máy ngang con máy biển. Cái khung bên này thì khoảng hơn 6 cm, còn mặt bên này thì nó to nè. Mặt bên này là 8 cm. Thương hiệu Olympic Fighter 300. Máy quay mượt mà. Có nút xạ đầy đủ cho mình luôn. Thắng hạm nè, hạm cá nè. Này, rất là nhiều ốc luôn coi. Ở đây có tiếng lưỡi gà. Đó. Rồi, em để cái anh giá là 300, con này là máy Nhật. Mã số 45, 300k. Sang 44 là một con máy Fly câu suối đó các anh, nó sẵn dây câu suối nè. Con này là một con Seppi 2530 hàng nội địa Nhật Bản, Japan. Seppi ha các anh ha. Đây, đẹp chưa? Còn sáng đẹp luôn. Full kim loại luôn đó. Full kim loại luôn nha. Rồi, máy này nó có cái núm ở đây. Để cho cái anh gạt xuống để có tiếng lưỡi gà. Hạm lại ha. Xoay tay trái tay phải gì cũng được. Con này em để giá cái anh là 200.000. Máy Fly nội địa Nhật Bản. Mã 46-200. Sang 47 mã cuối cùng. Con máy địa kim loại. Model 80. 9 cm. Phần cối của nó là 3,5. Rồi cũng có giống như máy địa thôi. Hai chiều nè. Chốt chặn nè. Đấy, có thể quay xoáy này lại được ha. Đấy, xoay được luôn cái bát. Mã cuối cùng 47, giá bán 100. Và em xin kết thúc video tại đây. Em cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em nha. Các anh đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo số điện thoại có ghim trên góc trái màn hình. Số điện thoại của em là 03567 76692. Em chúc anh cuối tuần vui vẻ an lành nha. Các anh đang theo dõi kênh em nhớ bật chuông thông báo để chờ video mới tiếp theo sẽ ra cho mình. Xin chào tạm biệt.